Em gái nào vậy trời? Em gái nào trông đáng yêu ấy nhỉ? Chị em. Ai vậy ta? Ui, em gái trong chiến đấy. À, em chào mọi người ạ. Em Yue Melon. Em tên gì thế nhỉ? Em tên Dư quên Melon. Sunny. Sunny. Ủa anh tưởng Sunny tóc đỏ chứ. Sunny nào tóc đỏ anh? Đúng rồi, bạn gái tin đồn của con anh tóc đỏ đấy. Cái gì? Em mới lên thành phố mà đã có tin đồn rồi. Cái gì đấy? Bảo sao quê mà. Hóa ra Sunny là... anh cứ tưởng hay hay ấy. Anh cứ tưởng Sunny là tóc màu đỏ, hóa ra là người yêu đỏ ạ. Cái gì đấy? Đúng rồi. Người yêu tin đồn à. Tin đồn cái gì? Tôi đánh chết mẹ. Thường tin đồn là phải kiểu có lửa thì mới có khói, hiểu không? Đấy, không có tin đồn nào mà không có thật cả. Ôi giời, đúng rồi, hình như là anh nghe tin đồn này là của anh Lương Trần, anh thoát ra. Đúng rồi. Chắc chắn Linh là phải Trần có cái gì là đấy nào mở đấy. Tao không biết con Lương Trần là anh nào mới lên Sài Gòn. Chị không biết con bọn anh biết. Ủa, anh đấy không biết tao sao, tao không biết anh đấy sao, đây là đồn về tao. Linh Trần là mẹ, à nhầm, của bạn anh. À, bạn anh á. Thế anh đấy chắc hay nói điều lắm. Không, bạn anh quen từ bé, không biết nói điều là gì. Mà nói điều thì anh cũng vả mồm nên là nó không ngờ nói điều cả. Thế cơ mồm, mồm của anh ấy cũng không máu lắm đâu. Đúng rồi. Nên là anh nên là có thể tin được. Mồm anh hơi lệch tí thôi nhưng mà không biết nói dối đâu. Đúng. Nghe cái tên là thấy không có sự tin tưởng rồi chứ đừng cứ nói mà không biết nói dối. Chắc lại không tin tưởng, Linh Trần có gì đâu không tin tưởng. Nghe giống phát boy không? Đúng. Trai mà tên Linh là thấy không có tin tưởng được rồi. À, trai Linh làm sao vậy? Thì em là nói bạn anh biết đi. Không, em không có nói gì hết nha. Em chỉ nói thế thôi. Tại em cũng không biết người đấy là ai, chưa gặp. Ba em tên Linh nha mọi người ơi. Ba em tên Linh. Em xin lỗi, em xin lỗi ạ. Ai đánh giải thích cho em hiểu nhá. Tên Linh không có gì là BD cả. Em hiểu không? Tên Linh chỉ BM thôi. No. Tên Linh BM không phải go rồi đấy. Không phải go rồi đấy. Not my go. Hey, cắp xanh. Sủa đi thằng đồn. Tên Linh là bê em lên giường cái gì? Báo thật đấy. Ca thật, sao mày dám lên tiếng? Ui, đợi con mày rồi. Mày biết đợi con tao rồi không? Bên. Để cần biết. Đợi con tao là... Em có tu sách không? Hơ bẹt này. Chủ tịch hội đồng quản trị. Đỗ xa, con bị. Ủa, người yêu tóc đỏ sẽ chủ tịch hội đồng sửa xe, đem với bê bên. Thế cơ à? Ủa, thế ra trai của em muốn nuôi anh luôn không? Anh đại ca của tao, mày biết con à đâu? Bố của đại ca tao là ai không? Bằng hai. Cậu của đại ca là ai không? Bằng hai. Mày biết bố của đại ca tao là ai không? Mày biết cậu của tao là ai không? Mày biết bố của đại ca tao là ai không? Mày biết bố của đại ca thứ hai tao là ai không? Ơi. Đại ca thứ hai của mày là gì? Em nghe chơi. Không hóa hợp. Không lắm lời thằng này đó. Đúng rồi đấy. Biết thì đéo được hai ông đéo quen nhau đi hỏi có biết nhau không? Cứ hỏi tên. Anh này hỏi em nuôi chị có nuôi anh đó luôn không? Anh này á? Gọi nhờ kéo hộ con sao không kéo nuôi làm gì? Nuôi tốn cơm. Anh chuyển công tác anh đéo kéo được xe nữa, hiểu không? Anh chuyển công tác đi đâu đây? Anh chuyển công tác đi làm sửa nước. Sửa nước nhà mấy cô gái xinh đẹp lắm. Không, tào lao anh xử hết tất cả mọi người mà. Nghe sửa ống nước nó kiểu nhạy cảm này. Nhưng mà nếu như mà chủ nhà con gái cũng được. Thế thôi nhá, anh đi đây. Ok. Anh không, anh thử. Mặc dù là anh rất muốn sửa xe cho bọn mày nhưng mà anh không thể nào mà sửa được, em hiểu không? Tại sao lại không được? Tại vì anh chuyển công tác rồi, nó nãy giờ không hiểu à. Chứ bây giờ anh người bây ở bên đội xe bây giờ anh rồi. Về sửa xe người ta đuổi cổ anh ra mất. Anh hết bây giờ quyền anh hạn về lại sửa xe đi anh. Làm sao mà anh về được, em buồn cười ấy nhở. Về lại sửa xe đi, anh nghỉ làm bên đội xe đi. Bây giờ người ta cần sửa xe nhiều hơn là đội xe. Bây giờ không sửa xe được làm sao mà đội xe được. Mà đội sửa xe thì không có ai sửa. Em chờ 3 ngày 3 đêm rồi đấy. 3 ngày 3 đêm em tảo lao. À không, anh quên mất bên sửa xe nhưng chưa sửa lại được đâu em ạ. Nên là hẹn em ngày mai nhá. Đấy, thì 3 ngày 3 đêm rồi nó cứ hẹn em như thế. Làm sao mà đi đổ xe được thì bao đấy. Nhiêu con xe được trai tặng. Không đổ được con nào hết. Ủa thế à, nhiều trai tặng lắm á. Đúng rồi anh. Đầu mà
Thế cho anh một sao đi. Anh không cho là... hết rồi. Anh không có chai nào tặng em ạ. Thế á, anh liên hệ quán nhà của em nha. Đây. Thôi hai đứa làm gì làm nhá, anh không sửa xe được đâu, bye bye. Sửa anh chết sao đấy. Anh phải về gặp sếp, sếp gọi, sếp gọi, sếp gọi, sếp đổ xe gọi. Không sửa làm sao mà đổ xe được, trời ơi, vậy anh nói với sếp anh gì đó. Ok nhá. Leo 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 leo. Xe sẵn sàng nhận công việc nếu có người cần, có ai đó cần hãy gọi tôi. Discount 10% cho những em gái xinh đẹp. Đuổi nhau hay sao? Ủa, bố cảnh sát rồi này. Làm tí nha các bạn nhờ. Bên kia. Ủa, vừa mới nói xong. Hóng thôi. Này cảnh sát đi xe chán thế. Đâm hết cột này sang cột kia. Cảnh sát đâm chết người này. Ủa đường sương mù này dễ loát đấy. Fuck me. You're beautiful. Chạy chạy về đồ này, không có tiện chứ. Ok. Chạy không có tiện đi. Minh à? Ok. Đúng. Ủa ôi ông. Ông nào bị bắt đấy? Ông Bảy. Ủa dồi. Anh Bảy hay là ông Bảy? Chú Bảy, chú Bảy. Chú Bảy à? Chú Bảy như là học bài của anh hay sao ấy. Đúng không? Bay em, cái góc. Em về không có tiện. Ok. Bay cái góc mà chéo chéo xong rồi bay định bay hẳn qua bên kia đúng không? Hình như vậy sao ấy, mẹ bay đập cô cái thành luôn mà, ảo thật đấy. Đen. Ui, bay hơi bị ảo đấy, hôm nay anh chỉ chú Bảy mà. Giữ người ta. Anh bay thử lại cho mày xem nhá. Chết làm vậy. Không chết đâu, hơi tạ. Anh đem toàn này. Rồi, chắc rồi này. Cùng lắm đi bộ về thôi. Kìa, không có lock pick đâu đấy. Anh có bán trượt rồi. Hôm nay chết. Ok. Có ảo thật đấy. Cái gì đấy? Không không, nhầm. Anh bay góc nhầm. Thôi bỏ đi. Ok. Anh quên bài. Trời ơi. Không, bài cái này phải tính toán cẩn thận hiểu không? Đúng. Mày share GPS cho anh đấy. À. Đây. Đấy, đáng lẽ phải bay góc này. Mẹ bướm mẹ anh cô điện. Bay thẳng là phát qua luôn ấy. Bay qua cầu luôn.
Đi góc này phải khéo cơ, với cả góc đấy chưa đi bao giờ ấy. Đây mẹ đi xe kiểu lao nhanh quá, bay thẳng đâm thẳng vào tường luôn mà. Với cả là phải đi đường vắng nữa, đi đường đông khó đi á. Ừ, đường đông có bay lắm. Vậy hình này viết thêm cho cái ông tóc đỏ, cái ông áo đỏ thêm 50.000 nha. Áo đỏ đâu mà. Chú bảy. Ừ, nghe bảo thua kèo vậy mà. Trời, mấy ông nào ngồi sửa xe ngay vậy? Ơ hỏng mẹ xe anh rồi, để anh đến tí anh sửa xe cho anh nhá. Kìa. Kìa, người ta đang sửa xe mà buồn cười ấy nhỉ. Đứng dậy đi anh ơi. Áo thật đấy. Bên mày lấy xe có phải đè chết người ta không? Đấy, đâu. Tỏi ơi, em về sửa xe cho anh được không? Đi sửa đi. Chị nói chuyện cho. Nói chuyện nhờ em. Ông nào khoan khó chịu nhỉ? Anh nguyên liệu anh ơi. Anh nguyên liệu hả? Không. Ồ thế thôi vậy. Hôm nay em đi làm sớm ấy. Vâng, em vào chơi à, em không có làm đâu. À thế à? Ủa thế em muốn đi chơi cùng anh không? Ừ. Dạ em đợi Sam ạ. À thế à, thế em đi chơi với Sam à? Dạ em đợi Sam, Sam nhỏ em gì ạ? Ủa thế em với Sam là người yêu à? Dạ không có, chị em à. À chị em. Thế hai chị em định đi đâu? Em không biết nữa. Mày sửa xe hả mẹ? Thế nguyên liệu rồi. Nguyên liệu chị ơi. Ủa hai chị cây. Hello, chị cây đúng không? Thầy lâu quá không gặp. Bé đi chơi chị đâu? Không? Chị hả? Chị ê, không biết nữa, chị đi vòng vòng. Đi chơi kìa. Đi, mình đi chơi cùng. Ủa em có sửa xe đi không? Em nghỉ sửa xe chưa? Không. Nhưng mà đâu có xe đâu. Cũng vui nào cũng cần 4 người ấy. Được, được, cái cục vui 4 người được. Em thích đấy. 4 người là ai không? Đây đây, có chị, ơi chị Jenny đi rồi, thế còn 3 người thôi. Chị Jenny là công an đấy. Thế á? Cảnh sát đấy. Cục vui không có chị Jenny đâu. Sao không đi làm kìa, chị Jenny ấy à? Có em cảnh sát ngập à? Có em Jenny không đi đâu. Thế giờ mình đi đâu? Ok, anh mới rủ đi mà, alo. Mà anh biết chỗ nào để chơi ấy, kiểu không có thai thì em thích chơi gì ấy. Chơi em được không? Chết đời này mê trai là khổ nhất. Chơi anh ấy. Chơi anh. Chơi anh hai người thì hơi được ấy. Anh thích đấy. Chị nó biết, chị nó biết. Ê, anh này mặc áo cặp với em luôn kìa tỏi. Thôi mà. Áo cặp đâu, áo tỏi màu trắng à. Không, tỏi có một cái áo y chang luôn. Thế người ta gọi là định mệnh của em ạ. À. Trời ơi. Chết rồi. Cái này ông trời định hình trước của em ạ. Mới thất tình rồi đó. Ủa sao người dễ thương như em lại để thất tình được nhỉ? Ông thằng nào gọi là thật là quá đáng thật đấy. Ủa thế bây giờ mình cứ đứng đây thôi à? Ai biết đâu hỏi Sam nhỉ? Anh muốn đi đâu? Anh đi đâu cũng được, ở cạnh em là được. Chết rồi Sam ơi. Dính rồi, dính như Sam rồi. Trời thật. Tôi không muốn làm đèn đâu nhá. Kêu bé, kêu bé. Tôi không thích làm bóng đèn đâu, ngày hôm qua mấy người làm bóng đèn tôi trả lại rồi đấy. Ý, quá trời cảnh sát luôn kìa, mình đi đi. Đi cướp tàu hỏa đi. Ê kìa, gì vậy? Mình đi đâu chạy cướp đồng hồ à? Đúng rồi. Xe không có xe 4 không? Có, xe xịn luôn. Đấy, tới
tới công chuyện con xe này. Ôi mà xe này đâm hỏng là không sửa đâu. Đấy rồi, anh chạy được không? Anh chưa chạy con em bây giờ, để anh thử nhá. Con này mà làm với FTR á, độ full đó, khi chạy cảnh sát đó. Thử để anh thử đi, em chạy được không? Anh ngồi sau cũng được. Em sương sương à, nhưng mà anh toàn để em chạy đi. Thế được anh, thế anh cất hết đồ, anh nhiều anh đồ cấm quá. Okay. Anh chạy xe xịn lên đi bé. Em có lockpick chưa? Em có. Ok. Ok, em có lockpick nha hai à? Không thì anh lái xe thôi, còn hai chị em xuống cạnh thôi. Ok ok. Đợi nhá, chị về nhà chị lấy lockpick à? Không thì một người cậy được mà. Một người là được rồi chị ơi. Mình có mục tiêu gọi là đi chiêu chọc thôi chứ. Một người cậy thôi là được rồi. Nhưng mà em cậy dở lắm nên là ai cậy đi nha. Em cậy đi, chỉ cần gãy thôi là được. Không là người ta đến thôi. Báo là được mà. Uê, làm tạp hóa chú Bảy ơi. Hả? À? Tạp hóa thôi. Thôi đấy, đang kẹo cực mạnh. Nên kẹo. Không có đi được. Kẹo gì chú? À, kẹo này hấp dẫn lắm. Chú thể kể cho cháu hóng được không? Kẹo 1 ăn 10. Công an bắt được là công an ăn 10. Công an không bắt được là công an thu 1. Ôi, công an đông thế, công an phải kèo trên chứ chú. Nhưng mà mấy đồng chí, cái danh sách mấy đồng chí toàn nữ mà, để không thấy hả? À thế à? Đội hình này không mạnh, đội hình này chưa phải đội hình mạnh như... Đúng, hợp lý. Đi chưa? Đợi Sam kìa, Sam bảo đợi Sam á. Thế mình đi đón Sam luôn đi. Sam ở đâu? Từ em biết. Em đâu biết đâu, Sam bảo Sam đi lấy đồ mà. Anh chạy thử đi cho quen. Ủa, mình đi học con nào? Bảy chú Bảy. Ừ, chú Bảy. Mình đi học chú Bảy. Kèo 1-10 đấy. Tức là có 10 cảnh sát đúng không? À không, tầm 6 cảnh sát. Nếu mà cảnh sát bắt được thì nhân 10 tù giam lên. Ủa gì 4 xe ghê vậy? Đúng rồi. Nhưng mà toàn cảnh sát gái mà. Ui, tính mình nữa là 5 cảnh sát. Camera tổ cảnh sát lại còn bật nhạc nghe nữa chứ. Chiêu thế. Chạy nhanh ra mấy anh cảnh sát ơi. Chạy nhanh ra mấy anh ơi. Chạy vậy sao đuổi kịp người ta. Ây da. Ai nói gì? Ai hóng cái vậy? Hôm nay như là sếp của anh sao ấy? Em thấy mấy xe anh giật không? Chạy nhanh lên mấy anh ơi! Macchiato, cappuccino. Nhảy xuống hư xe. Ồ, không nhảy đâu. Mình đi đường khác em ạ. Đâu rồi nhỉ? Mất dấu rồi. Ai mà quen thế nhỉ? Ôi, ai mà quen thế nhỉ? Anh ơi, mình cũng làm đi anh. Mình cũng làm đi anh. Đi. Để anh về gara 2 đi, em về cất xe. Ok nha. Mình có thêm bạn nữa. Đủ 4 sao đó luôn rồi đó. Em hỏi Sam xem xong chưa. Kiếm đâu con xe đẹp thế Thò? À em quay sổ số trúng đó mà. Điều thật. Em quay trúng đây. Mới có một người trúng mà có cái gì làm bệnh viện mà. Cái voucher xe miễn phí anh tưởng trong thành phố.
Mẹ mày. Đừng nói hư rồi nha. Rồi xịt khói. Đang đi thẳng quanh trái đất cứt à? À, sạc động cơ lên anh. Mày biết chạy xe không hả? Như hỏng luôn rồi em ạ. Anh sạc động cơ. Anh đang xin lỗi mẹ rồi. Anh đang xin lỗi rồi. One eternity later. Đợi em cái nha. Ok. Anh đợi gara một nha. Mày với anh đi trước đi. Đúng là có con gái đen thật chứ. Xui lắm anh ạ. Để rõ ràng nhá, nó đang đi lực làn ở bên đi thẳng. Thế đéo là nó tự nhiên nó chưa đến cái khúc đèn đỏ đâu mà nó rẽ trái cơ. Thế đấy, ai bảo dân ngu nào, dân khôn bỏ sự. Hôm bữa gái trong thành phố này giờ đen lắm anh à. Hôm bữa thì em có bắt cóc chị kia, thì là em gọi là con tin đen đuổi nhất thành phố ấy. Chạy xe đúng 3 giây bị bắt, anh tin được không? 3 giây á? 3 giây vừa đây chạy ra út cái đùng. Tức là con gái lái hay nhờ? Không, lái anh bị cò lái ấy. Anh tính anh bảy cò mà còn 3 giây là anh biết xui cửa nào rồi đó. Wow, cứ có anh trai ơi, anh trai ơi. Trai ơi. Anh có đang làm gì không? Đi chơi không anh? Xe còn thiếu chở nè anh. Lên luôn. À anh chờ xíu đi, đang đi xe hư rồi. Anh đợi tí. À không, anh đủ người đấy, có Sam nữa mà. À anh ơi, xin lỗi anh nha. Đủ anh người nhà, anh ơi. Em nhầm thông tin tí, hẹn anh tuần sau. Áo thật đấy. Anh vô công rồi nghề, anh đi làm đi, anh đứng đấy lông bông nữa. Anh ơi, thành phố này nay cướp nhiều lắm anh cẩn thận nha anh. Đi. Chơi luôn anh. Chơi luôn. Dưới nhà anh xoay đầu chạy đó. Đó tiện. Có lúc pick chưa? À, anh cậy không? Anh em cậy chung. Thôi cậy một thôi, cậy phá thôi mà mình đi đuổi thôi nha. Bây giờ anh có lúc pick đâu. Anh có một cái súng dắt mẹ số 6 rồi. Em có lúc pick lên cao không được đó ta. Cái gì? Thôi nhưng mà vậy cũng được anh ơi. Chờ ta lại thôi. Mà gãy rồi đúng không? Gãy nè. Hình như nay đụng vô nó cũng báo nữa anh. Thế đợi tí. Kìa, cảnh sát kia không chịu đi làm mà đi chơi với người yêu kìa. Ủa. Như người ta đang đuổi ai ấy. Đừng nói chiếc xe nãy chưa đuổi được nữa nha. Còi sao mất hiu nữa rồi. Ừ, nghe còn không thấy đâu. Thế gì chưa báo sao ấy. Anh trai. Anh có làm cái gì không? Rồi đó, anh có gì để làm cô này. À, đối tượng là lái xe là GK nha. Ơ? Là sao? Anh đỗ xe đây mà. Ai biết? Anh kia xuống đi! Thấy vụ mới thôi. Em xin lỗi. Đủ người chưa? Gì vậy anh? Anh ơi, em đâu biết gì đâu anh. Ủa, bây giờ có phải đeo mặt nạ.
Rồi rồi. Anh chạy thế ai dí cho được. Anh bảo cái bài đấy mày, anh dạy cảnh sát mấy chục lần rồi vẫn chưa học được ấy. Đi đây. Cảnh sát nó dí gắt đó. Nhưng mà mình còn gắt hơn đúng không anh? Đúng. Quên mất anh phải đi mua mặt nạ. Chết. Mặt nạ điểm ẩn à? Điểm ẩn anh. Trầm cảm lắm anh. Đặt mua đi anh, có hai có mấy trăm nghìn thôi. Ủa tiền đâu? Bây giờ anh còn đúng 20 nghìn trong tài khoản à? 20 nghìn. Mày tặng anh một cái đi, không tặng anh cho anh tiền được, xong giả vờ anh mua lại. Trời ơi. Em hết tiền rồi. Em cũng còn như anh nữa, mới đổ bánh xe rồi. Còn cái máy gì? Anh giờ em chỉ anh nha. Giờ em chỉ anh nha. Anh điện chị Sam đi. Xong kêu chị tặng anh cái. Sam tốt lắm. Sam à, nhưng mà anh không thân. Đúng rồi. Anh thân em lại. Anh vừa ở dưới rồi, anh nghe tiếng. Chết mẹ thấy mình rồi anh ơi. Thấy mình em. Nó chạy ở dưới đường á. Mình bay vậy nó không để ý nữa đâu. Alo, em xong chưa? À, sắp xong rồi, anh có sửa luôn không? Em mua em sửa luôn, đủ nguyên liệu nè. À, thế thế đợi anh tí nha, anh Phi về nha. Ok. Ủa sao em ấy biết mình sửa xe nhỉ? À, biết anh hả? Không, ý anh là biết mình xe hỏng mà về sửa xe. Hay là đấy là cái xe ngầm nhỉ? Thế lát anh đi anh biết liền cái gì. Đi tự nhiên anh đang nổ cái gì oe oe anh lùn. Đúng rồi. Bởi lại anh đang núp trong góc hẻm rồi đó. Tự nhiên hai chiếc bọc đầu bọc đít anh là anh hiểu rồi ha. Một vòng tay triệu mến, một cái cầm thân thiện. Ủa nhưng mà người ta vẫn biết bay cái góc này là cũng đáng khen đấy. Góc này cũng ít người dùng này. Góc này này. Bây giờ anh còn bay còn đéo chuẩn cơ mà. Em bay toàn lọt không ấy. Ok à. Ai đang bên này? Tỏi đi. Tỏi đáng yêu ơi. Tỏi ơi. Bé tỏi ơi. Ui, anh chưa nghe giọng ai chảy nước như tỏi luôn á. Từ khi anh nghe giọng tỏi là anh yêu ngay từ giây phút đầu tiên. Lần đầu tiên gặp em là anh bị sét đánh. À, anh bị tiếng sét tần rồi đúng không? Rồi, này sửa xe, phá xe trời. Em biết vì sao anh vẫn đứng đây không? Sao? Hả? Tại vì đấy không phải xét bình thường phải không? Rồi rồi. Đấy chắc chắn là kiếp trước là mình có nhân duyên với nhau rồi. Ủa sao em không nói gì vậy Tỏi? Dạ, em đang nói gì ạ? Em hạnh phúc quá không nói nên lời à? Ok. Anh ơi. Hả? Này em thấy giống nít chứ anh? Nít á? Gu anh kỳ thế. Nít đó coi chừng nữa anh. Ý em là con trai á? Tảo lao. Thứ nha, ta đây gọi này. Gì em? Là con trai à? Gái chứ con trai như vậy. Con ghẹo chứ. Nhưng mà giọng giống con nít nha. Không, nhưng mà nhiều người giọng như thế mà. Kiểu lớn lên. Ồ, anh quen một bà 96 mà giọng còn trẻ con hơn thôi. Thì anh nghĩ ở đây cũng tầm khoảng 2k4 là cũng 18 rồi. Không sao, không đi tù đâu. Nghĩ lớn rồi đó, lớn rồi đó.
Anh có một cái nắp capo ấy, nếu em cần thay thì ở ngay trong cốp xe nhá. Dạ dạ. Ơ nhưng mà năm nay em học lớp 7 rồi tỏi. Em học lớp mấy rồi? Dạ anh. Hôm nay em mấy tuổi rồi? À, em 24 mà. Ui 24 á? Ừ. Thế là 24 là bằng tuổi anh hay sao ấy? À. Là 97 đúng không? Không, 99 thôi. 99 mà 24. Thế khác gì bảo anh già? Ơ kìa, thế làm sao? 99 là 22 chứ, 23 chứ. Thì 24 chứ. À chắc tính tuổi âm hay sao anh ơi. Đúng rồi. Em buồn cười thật. Uầy cái là này. Tỏ ơi thấy mặt anh đi không? Anh mặt anh cái này. Đâu giống mặt anh. Sao không giống? Khá mới kính chứ mà. Người ta tóc vàng, anh tóc anh vàng, tóc trắng mà. Vàng là hồi xưa anh bị phai máu, anh chưa nhuộm lại. Ừ, mắt kiến cũng khác, màu mắt cũng khác đây. Mắt kiến này anh đi chùa mất rồi, nên anh phải mua tạm mắt kính này đeo tạm. À em xin lỗi, em đang nhìn anh bông nghiện. À, thế à? Anh nhìn giống anh bông nghiện hơn ấy. Tào lao, bông nghiện bây giờ trong trại cai nghiện em. Ăn nghiện. Chơi nhiều quá sao anh? Ừ. Thì có đợt nó không chịu đi làm mà nó bỏ bê, buổi sáng nó không chơi mà. Thế là thôi bọn anh quyết định là đuổi việc và cho nó đi cai nghiện. Thế mà hỏi anh nhé, anh đi tù liên bang lần nào chưa? Anh nhá, hiện chưa. Anh còn chịu. Anh đi vui lắm. Thề luôn. Mà anh muốn anh đi lên buổi sáng này. Không đi nổi á. Được đồ ăn miễn phí này. Rồi được chặt đồ này, được quét rác này. Vui lắm. Ờ, thôi gọi đơn, anh người nhà mà. Ê, em thấy không? Đấy, kìa kìa. Anh là nhân viên từ đầu đến giờ mà. Nhân viên sửa xe cũng bị huy gọi đơn này. Giám đốc đó, hồi đó là giám đốc đó. Ừ, bây giờ vẫn là giám đốc mà. Em cứ ghi đi, xong anh đuổi việc em. Hả? Gì kìa vậy? Ờ, anh là giám đốc ở đây mà, thì giám đốc... Ơ, nhưng mà xe thì của ai cơ? Xe của anh mà. Em cứ tính tiền vào quỹ đi không sao, anh bảo kê. Ai bảo cứ bảo sửa cho anh là được. Nhá. Ôi giời, ghê vậy. Ừ. Mà được người ta nói thế thôi. Nếu em mà cần một người chồng làm giám đốc thì cứ gọi cho anh. Anh luôn sẵn sàng. Ok luôn. Kìa, cho em chìa khóa thôi. Anh nói cho em chìa khóa. Ủa, nhưng bây giờ em có định đi nữa không? À, có nhưng mà đợi em mọi người đi trước đi, em có việc tí. Nhưng mà vấn đề là em phải đeo mặt nạ đấy, không em bị bắt là anh lo đấy. Có em có mặt nạ. Dạ, nhưng thì... mà tí em mới đi được nha, có gì em gọi cho em số đi. Ừ, mình cho con số của nhau. Yêu lắm mới cho số đấy. Ôi xài.